Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến nhà của em Thi để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số phôi đây quý vị. Phôi dáng lông đế quyết phong này ha. Nhóc luôn rồi quý vị. Ba hàng ha. Rồi, chào em. Dạ em chào anh Tấn. Năm mới em cũng chúc cô chú mình năm mới được vui vẻ ha, làm ăn phát đại ha. Thì hôm nay em tên Thi, em ở ấp Long Hòa, xã Hòa Định, Chợ Gạo, Tiền Giang. Em có về một lô mai phôi dáng lông. Xin giao lưu cùng cô chú mình Linh Hồ Quốc ha, mà em bao ship cho mình luôn nha. Rồi em lên cây số 1. Rồi. Chả Hữu Đức bông từ 6 đến 12 cánh nha anh. Rồi, phôi. Nhà quanh 17. Đất cái gì? Chiều cao 52. Rồi, mình sẽ xe cho quý vị mình ngắm nghía kỹ ha. Dạ mã số 1 xin giao lưu giá 1,5 triệu. Là nghĩa đế cây quý vị. Dạ. Mình chừng nào mới ship cây được. Dạ mùng 6 em bắt đầu cải cây đi nha anh. Hôm nay có cô chú nào chốt thì cứ đặt cọc cho em vài trăm. Rồi em sẽ giữ lại mùng 6 em sẽ bắt đầu cải cây đi. Cải cây ha. Dạ. Rồi xuống cây, mã số 1. 1,5 triệu phải không? Dạ, em bao ship hết toàn nha anh. Rồi mã số 2. Mã số 2 chiều cao 64. Rồi. Cái hoành luôn. Dạ hoành thân 21. Rồi em này nó cái lưng nó có cái vít. Dạ có cái thẹo em đã xử lý rồi, nó cứng rồi anh. Này em đã xử lý qua nó cũng đã cứng thành thẹo rồi. Đó, không có chú. Xây đế luôn. Dạ. Ha. Dạ 1,7 triệu cho mã số 2 đi. 1,7 triệu ha. Dạ. Thì giá này là bao gồm phí vận chuyển cây tới nhà. Dạ bao ship về tới nhà cho cô chú mình luôn. Rồi xuống cây. Rồi, mã số tiếp dạ, theo em luôn. Dạ lên mã số 3. Đủ 3. Dạ hoành thân 23. Rồi chiều cao luôn. Dạ chiều cao 51. Này bé mã số 3 em xin giao lưu giá là 1,9 triệu anh. Rồi, nghe đế quý vị, nghe dạ. Cái cụ đế ha. Kỹ như quý vị. Đó, để có đầy đủ trơn ha. Này đúng chuẩn bonsai luôn dán. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo luôn. Dạ em lên mã số 4. Số 4. Dạ hoành thân 20. Rồi, chiều cao luôn. Dạ chiều cao 48. Rồi, xe xe luôn. Cái này có cái cụ đế giữ. Dạ mã số 4 em xin giao lưu giá là 2 triệu. Đâu gì nghe cụ đế nha. Dạ, cái cụ đế quá trời. Chà bá luôn. Đế cũng đặc. Cây này cũng đã già cây lắm luôn cô chú ơi. Rồi, xuống dạ. Cây. Dạ em lên mã số 5. Số 5. Dạ hoành thân 18. Rồi, chiều cao luôn. Dạ chiều cao 45. Rồi, xe xe luôn. Dạ 1,2 triệu cho mã số 5. Cái gì nghe kỹ bộ đế ha. Đó, 1,2 triệu ha. Đẹp quá nè. Rồi, xuống cây. Dạ em lên mã số 6. Số 6. Chiều dạ cao chiều luôn. Cao 55. Dạ hoành thân 19. Rồi xe xe luôn. Mã số 6 em xin giao lưu giá 1,6 triệu. Rồi đế ha. Quý vị nghe kỹ cái cụ đế nè quý vị. Đều ở trên ha. Phân bố đều ở trên nè. À. Rồi xuống cây. Dạ. Mà, em lên mã số 7. Số 7. Dạ. Rồi, dạ hoành thân là 14. Rồi chiều cao luôn. Dạ chiều cao 50. Rồi. Mã số 7 em xin giao lưu giá là 700 ngàn. Xuống cụ đế luôn nha quý vị. Dạ bộ đế nữa. Cây nào cũng có đế đẹp luôn á cô chú ơi. 700. Rồi xuống cây. Dạ em lên mã số 8. 8. Dạ hoành 22. Rồi chiều cao luôn. Dạ chiều cao là 60. Em này có cụ đế đẹp dạ, quá ha. Mã số 8 em xin giao lưu giá 2,2 triệu bộ đế nha cô chú ơi. Có 2,2 triệu mà một cây mai mình về chơi cô chú ơi. Đặt kẹo luôn ha, cộng bự ha. 2,2 triệu. Rồi xuống cây. Dạ em lên mã số 9. Rồi số 9. Dạ hoành 24. Rồi chiều cao luôn. Chiều cao 65. Rồi. Dạ mã số 9 em xin giao lưu giá 2,5 triệu. Rồi quý vị nghĩ ha. Đó bẻ cổ cũng ngặt quá ha. Dạ. Rồi xuống đế luôn nè quý vị. Giống như cái con gì đang ảnh. 2,5 triệu nha cô chú. Rồi xuống cây. Dạ rồi em lên mã số 10. Thú ngồi. Đây một con thú ngồi nha cô chú. Cô chú nào thích thú thì có. Dạ hoành thân 22. Chiều cao là 57. Mã số 10 em xin giao lưu giá là 2,1 triệu. Rồi quý vị nghe kỹ ha. Tay cành đường thân rồi cụ đế luôn. Để quý vị nghe kỹ cụ đế nè. Rất là lực nha. Đó. Rồi xuống cây. Dạ mã số 11. 11. Cái hoành luôn. Dạ hoành thân 22. Chiều cao 55. Dạ mã số 11 em xin giao lưu giá 2,000,000. Đế luôn. Đây. Đế đặt kẹo luôn. Đế đều bốn mặt luôn nha cô chú. Rồi xuống cây. Dạ em lên mã số 12. 12. Cổ cũng ngặt quá ha. Dạ.
Dạ hoành hơn 22. Dạ chiều cao là 48. Rồi, xe xe luôn. Dạ mã số 12 em xin giao lưu giá 2 triệu. Quý vị nghe kỹ cô đế nhưng mà quý vị. Đó. Đây có thể ha. Đây còn cộng bự trong đây luôn quý vị. Rồi, xuống cây. Dạ lên mã số 13. Dạ chiều cao 17. Rồi. Hoành 17. Ở hoành 17, chiều cao 54. Rồi. Dạ. 1 triệu 3 cho mã số 13 luôn cô rồi, chú ơi. 1 triệu 3 mã số 13. Bộ đế rất là đẹp luôn á cô chú, bộ đế nơm nè, để em đo chiều nơm cho cô chú coi ha. Dạ 14. Rồi. Cái đường nơm. Xây xây luôn để đẹp 1 triệu 3 nha cô chú. Rồi, xuống cây. Dạ lên mã 14. 14. Dạ hoành thân là 18. Dạ chiều cao 55. Rồi, xây xây luôn. 14 em xin giao lưu giá là 1 triệu 400 ngàn. Dễ nhớ ha. Dạ. Mã số 13 thì 1 triệu 3, mã số 14 triệu 4. Mã số 15 có 1 triệu, 1 triệu là 1 triệu 5 không em. Rồi, xuống cây. Dạ mã số 15. Số 15 đây. Hoành 24. Chiều cao 63. Rồi, xây xây luôn. Dạ 2 triệu rưỡi cho mã số 15. Cũng có số 5 á nhưng dạ có cũng có 5 á. Quý vị nghe cụ đế nha. Cụ đế nha cô chú ơi. Đều bốn mặt luôn, đế rất là nhiều. Đế cắm xuống nhiều lắm. Cộng đặt hết trơn ha. Dạ. À, cộng bự không ha. Rồi, xuống dạ, cây. Dạ em lên mã 16. Dạ chiều hoành thân 15. Chiều cao 55. Rồi, xoay xoay mã 16 luôn. Em xin giao lưu giá 1 triệu. Quý vị ngắm nghĩ ha, cái cơ này nó có mắt tre mắt trúc mình mấy nặng. Dạ, em như mình nu vậy. Rồi, quý vị nghĩ xuống đế luôn ha. Để đây. Rồi, xuống cây. Dạ, em lên mã 17. 17. Hoành thân 23. Chiều cao là 50. Rồi, xoay xoay luôn. Cụ đế. Dạ 2 triệu mốt cho mã 17 luôn cô chú ơi. Đó, quý vị nghe kỹ ha. Đó, đặt hết trơn ha. Đầu năm mình mua mai đem về về may mắn luôn cả nhà. Đặt kẹo ha. Dán lông. Rồi, xuống cây. Rồi, mã 18. 18 lên luôn. Mã 18. Chiều hoành thân là 25. Rồi. Chiều cao 55. Cây này để nhôm sổ xuống là 20. Nhìn lăng cây quá ha. Dạ, mã 18. Em xin giao lưu giá 2 triệu 700 ngàn. Vì nghĩ kỹ bộ, bộ đế quá đẹp luôn cô chú ơi. Về này vô cái chậu để là đây ha. Dạ. Rồi, xuống cây. Dạ em lên mã 19. 19. Dạ hoành thân 25. Chiều cao 65. Rồi, xây xây luôn. Mã 19 em xin giao lưu giá 2 triệu 600 ngàn. 600 ngàn. Rồi mình chúc bộ em đế cây ship cho cô chú mình về tới nhà luôn. Bảo ship toàn quốc luôn. Dạ. Cây thì mùng 6 mới gửi cho quý dạ, vị. Dạ. Mùng 6 em sẽ gửi cây cho cô chú ha. Rồi xuống cây. Dạ em lên mã 20. Rồi 20. Dạ hoành thân 23. Chiều cao là 50. Rồi. Mã 20 em xin giao lưu giá 2 triệu 600 ngàn bộ đế cô chú ơi. Chị miệng bộ đế quá đẹp luôn rồi. Có 2 triệu 600 ngàn một cây mai rất là đẹp luôn cô chú ơi. Để điều của mặt trong nè. Quá xa ha. Rồi xuống cây. Dạ em lên mã 21. 21 thì bệ đế cũng giống cây hai. Dạ hoành thân 23. Chiều cao 58. Dạ 2 triệu 800 ngàn cho mã 21 cô chú ơi. Bộ đế quý vị có chốt 20-21 này đúng cặp luôn nè. Dạ cũng đúng cặp. Đế rất là đẹp luôn cô đẹp chú luôn ơi ha. Rồi xuống cây. Dạ em lên mã 22. Dạ hoành thân 17. Chiều cao 40. Rồi xe mã 22 luôn. Em xin giao lưu giá 1 triệu 500 ngàn. Nhìn cái kỹ bộ đế em nói cái ha. Dạ. À, đẹp quá nè. Rồi xuống cây. Em lên mã 23. 23. Chiều cao 50. Hoành thân 19. Rồi xe xây luôn. Mã 23 em xin giao lưu giá 1 triệu 700 ngàn. Là quý vị nghe kỹ bộ đế cái ha. Để lực ha. À. Rồi xuống cây. Em lên mã 24.
Dạ hoành thân 16. Chiều cao 50. Rồi, à, xây luôn. Dạ 1.200.000 cho mã 10. Mã 24. 4 nha quý vị nghe cái cô đế nha cô chú. Dừng dừng lại cho anh cái thì. Nghĩa hàng nhịn viên đế quá ha. À. Dạ. Nhịn viên quá nè. Rồi, mình xuống cây. Dạ em lên mã 25. Dạ hoành thân 23. Rồi. Chiều dạ, cao 50. Mã 25 em xin giao lưu giá 2 triệu. Rồi, 2 triệu nhưng quý vị. Giá này là bao gồm phí vận chuyển cây tới nhà luôn rồi nhưng quý vị. Rồi, xuống cây. Em lên mã 26. Rồi, 26. Hoành thân 20. Rồi. Chiều cao 50. Xây mã 26 luôn. Em xin giao lưu giá 1.400.000. 1.400.000 có ngay một cây mai đẹp luôn. Để dạ. Nào gì đặt kẹo luôn ha. Cây nào cũng đế hết cả nhà, để rất là đẹp luôn. Rồi, em lên mã 27. 27. Hoành thân 17. Chiều cao 55. Rồi. 1.200.000 cho mã 27. Đế luôn nè quý vị. Đế nè, đặt luôn ha. Mã 27 1.200.000 như cô chú. Bộ đế rất là đẹp luôn cô chú ơi, đúng chuẩn con size luôn. Xuống cây. Em lên mã 28. 8. Chiều hoành thân 20. Rồi. Chiều cao là 70. Rồi, 1.900.000 cho mã 28 luôn cô chú ơi. 1.900.000 nha quý vị. Em này cái nách như cũng bể bể quá ha. Em muốn bể xù á, cái này mình nuôi tương lai là rất là đẹp luôn cô chú ơi, nách xù nè. Nè. Chạy dài đây bể dạ. Tầng ha. Rồi đế luôn nè quý vị ơi. Nách thì nó chảy cũng bộn bộn ha. Đế cũng cũ đặc nè. Nhiều giao luôn dạ, nhiêu em. Quên này. Nhiều thư ký. Dạ triệu chín. Chín. Dạ. Đế đẹp luôn ha. Rồi xuống cây. Dạ, em lên mã 29. Rồi 29. Hoành thân 25. Chiều cao là 45. Dạ 2.200.000 cho mã 29 luôn cô chú ơi. Quý vị nghe cái cụ đế này ha. Dạ. À, lực kia ha. Đặt kẹo luôn. Rồi. Dạ, rồi em lên mã 30 cũng là mã cuối clip của em. Đó, cây này cũng lực cây này. Cây lực luôn. Dạ hoành thân 24. Rồi, cao luôn. Chiều cao là 70. Rồi, xây luôn. 2.700.000 cho mã 30 luôn cô chú ơi. Nhìn nghe cái cộng đế nè cậu. Em nè lo cái cộng đế. Cái hoành cộng đế hả? Cộng đế cao nhiêu quá trời cái cộng đế hết nó. Dạ hoành thân là 16. Hoành cái cộng rễ đó. Cộng rễ là hoành thân tới 16 luôn cô chú ơi, quá. Quá trời ha. 2.700.000 nha cô chú, mã 30. Rồi, dạ, cuối clip em cũng xin cô chú chúc cô chú được một năm dồi dào sức khỏe, làm ăn phát tài phát đạt. Xem clip này ủng hộ giùm em cảm ơn cô chú nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị clip sau.